Vẽ khuôn mặt cho bé Thụ sẽ như thế nào? Ok, sau khoảng thời gian mà tôi tập vẽ chai mà vẽ tóc thì tôi nhận ra là tôi có một cái tài năng vẽ bót thiên bẩm, nên là sẽ không sửa điều đó nữa mà tôi sẽ tận dụng để vẽ một bé bót siêu xinh nha. Ok, tôi sẽ phát một cái hình tròn và đường thẳng để cho cái khuôn mặt nó đẹp hơn. Sau đó chúng ta sẽ bắt đầu vẽ cái đường mắt nè. Vì đây là mặt góc nghiêng nè, tôi sẽ kẻ thêm hai cái đường thẳng dưới nữa để cho dễ xác định xương hàm và tai nha. Và chúng ta đã xong cái phần vẽ cái khuôn của cái khuôn mặt rồi nè. Và từ đó thì chúng ta sẽ hoàn thiện khuôn mặt nè. Rồi vẽ đặc biệt hơn là khi vẽ tóc thì tôi sẽ vẽ thêm một cái vòm nữa. Tóc nó phồng ở chỗ đó luôn. Và bây giờ là nhiệm vụ của các bạn nè, hoàn thành nó và theo tôi nữa nha. Bắt tay vào làm thôi và chúc các bạn thành công. Mình là Bên Mây Dễ, hẹn gặp lại nha.